về quê thăm mẹ. Từ đồ dùng thủ rèn nơi mẹ già con gôm tay gầy chống tiếng con lúc người bình dân và những ngày chiến thắng mẹ Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Âm Thanh Bãi HD. Trong video clip buổi tối ngày hôm nay thì cửa hàng có lên sóng và cập nhật báo giá những cái thiết bị âm thanh hàng mới về. Ngày hôm nay thì về tiếp tục những cái lô đẩy bãi nhé. Thương hiệu này, thương hiệu lớn, thương hiệu Boss này. Và model của nó là S1200. Với dòng công suất này thì các bác có thể đánh dòng phun đôi xúc kép này. Dòng đánh loa phun tiếng rất là hay. Với sử dụng trên cái mạch đời cao đó là mạch Class D nhé. Đặc biệt là em về cái lô hàng này thì về size rất là gọn này. Bác thấy là size gọn cực kỳ luôn. Con này thì tất cả cái tính cả tai của nó chắc chỉ ngoài 30 một chút thôi. Và nó sử dụng với mạch đời cao, rất là gọn nhẹ, trọng lượng thì chắc chỉ khoảng 15 kg thôi. Nó chỉ kém nguồn, có nghĩa là trọng lượng thì lớn hơn nguồn xung một chút thôi. Đấy, các bác thấy là với những cái hàng xịn của nó thì em tuyển chọn về thì các bác đẹp từ những con ốc này. Đấy, các bác thấy này. Cái đường ra loa của nó là cái đường output của nó thì sẽ sử dụng rắc speaker công này. Đấy. Speaker công mà gọi hay là gọi điều chỉnh ấy. Ngoài ra thì có sử dụng vào những cái rắc cầu đỏ đen. Các bác thấy là có chế độ đánh bridge ở dưới này. Các bác nhìn này. Bridge thì cái cầu bên phải sẽ là cầu dương và cầu bên trái cầu đỏ sẽ là cầu âm. Đặc biệt là con này nguồn dòi nhé, nguồn dòi. Điện hàng suất 230, tần số 50Hz. Với cái dòng mạch Class D thì các bác biết rồi, nó sẽ sử dụng đánh ở cả 4 ohm. Đấy, đánh ở 4 ohm và 8 ohm. Và đánh ở bridge cả 8 ohm và 4 ohm. Nói chung là đánh những cái dòng mạch này thì cái tiêu hao điện năng nó sẽ ít và cái nóng máy của nó sẽ ít hơn. Và nó đánh ở những cái giải 4 ohm và 8 ohm. Nó đánh được. Hàng này thì cực kỳ đẹp quá nhá. Tất cả hàng đẹp này. Các bác nhìn này. Hàng đợt này về thì em chỉ về được khoảng 5-6 chiếc ấy. Hàng đẹp thì với dòng công suất lớn. Bác nào mà có nhu cầu thì chúng ta nhanh tay quá nhá. Nhanh tay thì số lượng thì em về đẹp tuyển chọn luôn. Những cái hàng của bên cửa hàng này sẽ đẹp tuyển chọn cho bác này. Bác thấy là con này rất là hay. Nó có các tín hiệu vào input này. Có chế độ đánh bridge, ở giữa là sitar và bên phải là panel. Và độ nhạy thì các bác biết là nó sẽ sử dụng độ nhạy của từng kênh một. Có nghĩa là các bác có thể chỉnh được độ nhạy của từng kênh. Thường thường thì đẩy hai kênh thì nó sẽ có một cái giới hạn là sensitivity này hay là giới hạn độ nhạy đấy. Nó chỉ có một cái thôi nhưng con này thì có hai giới hạn độ nhạy. Hàng đẹp cáu cạnh luôn thì em đang test cái con cuối cùng này. Hàng về thì quạt gió êm zin nhé, hàng zin đét luôn. Đẹp cóng cạnh, các bác thấy là đẹp cóng cạnh, cái sườn của nó rất là dày luôn. Và size gọn, các bác thấy là size con này rất là gọn nhá. Lưới chắn bụi vẫn còn này, Boss. Hàng rất là đẹp. Cái này thì không chỉ là các bác sử dụng để chơi đánh loa chuyên sâu hay là đánh nhiều loa. Ngoài ra thì các bác chưa gia đình thì đặt con này thì chơi hay bày đẹp rồi. Có nghĩa là trưng bày đẹp. Nó tạo một cái vòm làm con đẩy rất là sang trọng các bác nhá. Đấy. Có ngoài ra thì nó có những cái lỗ thoát khí này. Tất cả thì nó sẽ lấy gió về đằng sau nên là cái bụi nó sẽ bám ở những cái lưới này. Đấy, bám một lưới này thì các bác sử dụng khoảng răm 3 năm. Ví dụ nó bám nhiều bụi thì các bác xịt đi, nó lại mới. Đấy, và hàng này thì em và cái lô này thì nó đẹp trên 95%. Nói chung rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì nó có một cái nắp tấm nhôm này để ở bên trái này thì nó sẽ ở đây nó sẽ có volume chỉnh âm lượng cho hai kênh. Và
Cái này thì nó có cả đèn pana hay là đèn pana và đèn bridge nhé, có nhé. Nếu mà gạt pana và bridge nó sẽ hiện đèn và single này, và cái giới hạn là protect size gọn có nhé, size này thì vừa, size này thì các bác đi sự kiện thì làm hai con này thì nó cũng rất là vừa luôn. Chất nhạc con này thì không phải bàn cãi rồi, các bác thấy em đánh mộc đấy, các bác thấy đẹp từ những con ốc luôn, đánh mộc nó đã hay rồi. Tại vì những cái dòng này thì nó sử dụng không cồng kềnh, có nhắc sử dụng trên nền tảng mạch class D và sử dụng những con MOSFET to nhé. Con này thì có cả vỉ nâng tiếng đấy. Tổng quan thì tất cả đều đẹp xuất sắc các bác nhé, hàng này thì đánh giá đẹp xuất sắc. Và bên trong này các bác thấy với cái mạch class D thì em có bán những cái dòng này thì nó chỉ có mã 1.000 thôi, đợt này thì là về được cái mã 1.200. Đấy, tất cả những cái MOSFET rất là to. Nếu mà các bác đấy, ngay cả các bác dây rắc đi nó cũng chống nhiễu hết mạch class D thì em về rất là nhiều. Đợt này về rất là nhiều mạch class D từ dòng 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh đều có hết nhé. Đều là phân khúc hàng chất cho bác. Và tụ con này thì đều tụ 120V và tụ 100V hết nhé. Những cái dòng này các bác đánh sướng lắm, đánh căng đét luôn. Class D thì nó không cần phải quá cồng kềnh để làm cái nguồn nó to. Đấy, các bác thấy là cái lọc điện của mạch class D này và tất cả những con diode này. Diode nhiệt, nghĩa là nóng thì nó sẽ, con này nó sẽ giảm tải độ nóng đi. Và ngoài ra nó có những cái vỉ đứng nâng tiếng này, những con nó chở gốm này. Hàng này thì em bao đẹp cho bác nhé, hàng rất là đẹp luôn. Và số lượng này thì em về được khoảng 5-6 chiếc thôi có nhé, 5-6 chiếc và hàng đẹp như thế này. Thì giá thành thì cực kỳ là tốt cho bác, nói chung hàng đẹp, cáu cạnh luôn. Và giá thành rất là tốt các bác nhé, giá thành rất là tốt. Giá của nó sẽ là 4.200.000, em báo giá cho các bác nhé, giá 4.200.000, giá tại cửa hàng. Và các bác nào có nhu cầu quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho số máy cửa hàng là 0396855899. Con này thì nó có rất là nhiều điểm cộng, thứ nhất là công suất lớn này, thứ hai là cái size gọn, trọng lượng nhẹ, thứ ba là tiếng của mạch class D rất là bền, sáng tiếng và đánh rất là nhiều loa được. Nên tại sao mà các bác chỉ cần một con đẩy này các bác đánh được rất là nhiều loa và hàng nó đẹp trên 95%, thì cái này thì các bác nếu mà xem được kênh thì có nhu cầu tham khảo thì các bác cân nhắc nhé. Số lượng thì em không có nhiều, em bán rất là nhanh. Và giá của nó là 4.200.000 nhé. Các bác hãy alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855899. Và các bác là những người mới xem video, xem kênh thì các bác có thể đăng ký kênh. Các bác nhấn vào quả chuông ở góc phải màn hình nhé, để mỗi khi em có những cái sản phẩm này thì đều lên cho các bác. Đợt này thì em về rất là nhiều các mã class D khác nhau, class D, class Y, rất là nhiều những hàng chất cho các bác và hàng tầm trung cho các bác, để các bác mua một cái giá thành nó tốt. Ok, thì em xin dừng video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.